Chào mọi người, hôm nay là clip để giới thiệu với mọi người một số món hàng để quay sơ cho anh em thấy nha. Rồi, trước khi đi vào nội dung chính thì nói về cái hình thức bán hàng và quỷ lá lành đùm lá rách. Hôm trước là thôi nói về cái hình thức bán hàng trước đi thì giá bán của tất cả sản phẩm đã bao gồm phí vận chuyển nhiều người nhưng không bao gồm phí đồng kiểm, nghĩa là anh em muốn kiểm tra hàng trước khi nhận thì vui lòng khi nhận khi đặt hàng á báo trước là tôi muốn kiểm tra hàng trước khi nhận thì anh em phải trả 20.000 đồng phí, đó gọi là phí đồng kiểm, và phí đó bưu điện thu chứ mình không có thu, và tất cả các đơn vị vận chuyển thì chỉ có bưu điện là nó thu cái phí đó, cho nên anh em thông cảm. Còn các đơn vị vận chuyển khác thì không có thu cái phí đó, nhưng mà mình gửi thì mình gửi hàng là gửi hàng bưu điện. Rồi, hình thức bán hàng là như thế. Điều quan trọng nhất là anh em xem thật kỹ nội dung, hình thức, công dụng của từng món hàng trước khi quyết định đặt hàng. Và khi quyết định đặt hàng rồi thì nên chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Anh em đặt hàng suy nghĩ xem có phù hợp với nhu cầu sử dụng, rồi nhu cầu sưu tầm, trưng bày của mình hay không, đặc biệt là có phù hợp với túi tiền của mình hay không thì hãy liên hệ đặt hàng. Liên hệ đặt hàng thì mình suy nghĩ thật kỹ rồi mình bàn bạc với gia đình xem món đó có cần xài hay là không. Rồi, về quỹ lá lành đùm lá rách thì hôm trước mình công bố được số tiền là 19 triệu 495 ngàn đồng. Thì clip vừa rồi mình bán được 13 đơn hàng, mỗi đơn hàng trích ra 5 ngàn đồng, được số tiền là 65 ngàn đồng. Khách hàng thì có anh Danh ở thành phố Hồ Chí Minh đóng góp 30 ngàn đồng. Lũy kế đến ngày hôm nay là 19 triệu 495 cộng với 95 ngàn đồng là 19 triệu 590 ngàn đồng. Quỹ đến thời điểm hiện tại là được 19 triệu 590 ngàn đồng nha mọi người. Và mình vào nội dung chính luôn nha. Vào nội dung chính mã số 1. Mã số 1 là 3 cộng dây cáp. 3 cộng dây cáp mạng nha mọi người. Hôm trước mình cũng bán 2 dây á, 2 dây 200. Nhưng mà hôm nay mình lấy được số nhiều, cho nên là giá nó sẽ rẻ hơn. Và 3 dây chỉ có 200 ngàn thôi nha mọi người. 3 dây 200. Đó, hôm trước anh em nào mua hai công dây kia thì thông cảm nha. Giá thì tùy thời điểm nha mọi người. Tùy thời điểm. Có thời điểm mình lấy được nhiều thì nó sẽ rẻ hơn. Dây cáp mạng này dài 5 mét nha mọi người. Dây này nó mình tra mã code là nó để sản xuất ở Đức nè. Sản xuất ở Đức nha. Đó. Hàng châu Âu, sản xuất ở Đức, dài 5 mét. Dây này thì mình để dành để trong nhà kết nối tivi hoặc là máy vi tính với những cái cục cục phát wifi mọi người. Thì nó đã bấm đồng sẵn hết trơn rồi. Rất là xịn sò nha. Đây. Bấm đầu sẵn hết rất là xịn. Dây chất lượng cao nha mọi người. Rồi, giá 3 dây là 200 đã bao phí vận chuyển luôn nha. Dài 5 mét. Tra mã code trên mạng là nó để sản xuất ở Đức và mỗi một dây là nó bán giá hình như khoảng 7 euro. Khoảng 7 euro một dây á. 3 giây 200 đã bao phí vận chuyển luôn. Tiếp theo mã số 2. Clip này là clip thứ 3 mình bán với cái giá nó rẻ hơn so với bình thường nha mọi người. Anh em thấy món nào rẻ hơn thì mình mua nha. Đó, có những món nó rẻ hơn bình thường. Thì anh em xem mình thấy món nào rẻ hơn thì mình mua. Qua clip thứ 4 thì giá nó sẽ trở lại bình thường nha mọi người. Ví dụ như cái bàn ủi trên đây nè. Bình thường mình bán giá 700 nhưng mà hiện tại trong clip này chỉ có 650 ngàn thôi. Tức là giảm được 50 ngàn. Tiếp theo mã số 2, giá 250 ngàn, đã bao phí vận chuyển luôn. Cái này là mình mua về để trưng bày nha mọi người. Một cái trong hộp luôn, người ta chưa có trưng luôn. Đó, cúp chỗ này là bằng kim loại nè. Chỗ này bằng nhôm nè mọi người, chỗ này bằng nhựa, chỗ này bằng nhựa,
chỗ này bằng nhựa, chỗ này bằng nhôm. Cái này không biết là cái giải gì nè, nó có đưa này là lên nè, đưa giống như là một cái quả cầu gì đó. Chữ nữa này đó, rất là đẹp nha. Này mình mua về để mình trưng bày nha mọi người. Cao 38 nha. Chiều cao 38. Ở dưới đây cũng bằng nhựa nha mọi người. Đây. Chỗ này bằng nhôm nè, làm rất là đẹp. Không biết là cái giải gì, nó còn nguyên hộp gì luôn đó. Chắc là người ta lãnh giải xong cái người ta về, người ta bỏ vô tủ, người ta cắt luôn. Rồi giá của nó mã số 2 là 250.000 nha mọi người, đã bao phí vận chuyển luôn. Mã số 2 250, đã bao gồm phí vận chuyển. Tiếp theo là mã số 3. Mã số 3 một đôi giày giá 300, đã bao phí vận chuyển luôn. Đôi giày nữ nha mọi người, size này tuyển nữ. Số 3 giá 300, đã vào phí vận chuyển luôn. Size nữ nha. Đấy là size 38 của nữ. Anh em nào nam thì mình chân 37 chắc là vừa. Đây mọi người, size 38 nè, EUR hả, size 38. Hiệu của nó nè. Đế còn cũng khá là đẹp nha mọi người. Giày đã qua sử dụng rồi nha. Đế còn khá là đẹp nè, size 38 nha. Đó, hình thức thì không có bị rách gì hết nha, còn cũng khá là đẹp. Giày thương hiệu đàng hoàng. Chỗ này làm bằng miếng nhựa nè. Miếng nhựa nè. Đó. Hiệu nè. Size 40 ấy, size 38 nè. Đó, nói chung là hình thức nó còn cũng khá là đẹp nha mọi người. Hình thức còn khá là đẹp, không có bị rách gì hết. Và những cái đôi giày này mình mang rất là bền nha. Đây, hàng chính hãng thương hiệu. Cho nên mang rất là bền. Để mình xem coi nó có để cái này không, có sản xuất ở đâu. Sản xuất vào năm 2016, tháng 3 2016, nhưng mà nó không có để sản xuất ở đâu. Sản xuất ở đâu thì không có để, thường thường là nó hay để made in Việt Nam hoặc là made in China mọi người. Hai cái nước này là sản xuất giày dép rất là nhiều. Đó. Anh em có điều kiện thì mua tặng cho bạn gái hoặc là bà xã gì đó để dành tập thể dục hoặc là đi du lịch, rất là sang nhiều người. Bây giờ là cái phong trào là những cái tuổi trẻ hoặc là phụ nữ hay đi du lịch hay mang giày lắm mọi người, đi du lịch hay mang giày lắm, cho nên là những đôi giày này vừa bền mà nó vừa sang trọng nữa nha. Có điều kiện thì nên mua tặng những người thân của mình, đảm bảo với anh em mua về là mang rất là bền. Mã số 3 giá 300, đã bao phí vận chuyển. Tiếp theo là mã số 4. Mã số 4 350.000, đã bao gồm phí vận chuyển luôn. 350.000 nha mọi người. Cái này là mua về để trưng bày nha. Không biết là cái máy gì luôn. Rồi, mua về chủ yếu để trưng bày nè, 350, hiệu Sáp nè. Đó, không biết nó còn hoạt động hay không, mà nó để pin ở đâu cũng không biết luôn. Không có mò ra được. Chỗ này không phải là cái chỗ gì đây.
để thể nhớ hay sao? Anh em mua về từ từ nghiên cứu thêm nha. Mình không có mò được là cái chỗ nào để pin đó, cho nên là không có thử được. Có chỗ để pin nhưng mà pin nó xài pin gì ấy. Đây nè, có chỗ để pin nè, để mở ra nè, nhưng mà nó xài cục pin to hay sao đây. Đó, nó xài cục pin to hay gì ấy. Anh em nào mua về xài thì nghiên cứu nha. Và không biết đây là cái máy gì để view cam nè, kỹ thuật số view cam nè, hiệu sáp nè. Ở trên đây là cái gì đây, không có mở ra được nha. Rồi dưới đây nó để view cam nữa nè. Đó, mở lên nè. Đó, ra cái hộc như thế này, không biết là cái máy gì nha mọi người, không biết có phải là cái máy chụp hình hay là không, hay là máy quay phim gì không. Mà đây nó có ống kính nè, có pin nè, có ống kính nè, có cái nút nút nhấn nè, nút nhấn giống như là cái biểu tượng của chụp hình vậy đó. Rồi nút này là nút zoom hay sao. Rồi bên đây nó có chỗ kết nối nè, chủ yếu là anh em mua về trưng bày nha. Cái chỗ này là bốn chân, nó gãy chân nè, bốn chân nó gãy chân và nó gắn vô đây, gắn vô rồi để nó đậy cái nắp ống kính lại. Nào mọi người, cứng rồi đó. Rồi, giá 350 ngàn đã bao phí vận chuyển nha. Không biết là cái máy gì luôn á. Chủ yếu mua anh em mua về để trưng bày nha. Anh em đừng có gọi hỏi mình là có xài được hay là không. Mô tả rất là kỹ vậy đó. Hỏi nhiều khi những câu đó nó hết sức là dư thừa. Này sản xuất ở Hàn Quốc nha mọi người. Hiệu sáp này sản xuất ở Hàn Quốc. Để made in Korea trong cái túi nè. Nhiều khi những anh em hỏi những cái câu nó hết sức là dư thừa. Đã mình mô tả trên trên clip đó rất là rõ ràng rồi. Nhưng mà khi mà clip nó lên đó, thì lại họ gọi điện hỏi cái máy đó có xài được hay là không. Chứng tỏ là mình không có xem gì hết, rồi mình gọi mình hỏi khơi 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 vậy. Mà những người mà gọi hỏi như vậy là thường là những người không có mua, tại vì không có xem kỹ thì sao mua được, biết cái đó là cái gì mà mình mua. Số 4, 350 ngàn đã bao gồm phí vận chuyển nha. Nó để view cam nè, là cái gì không biết luôn. Tiếp theo là mã số 5. Cái đó anh em mà có pin mà để vào thử chắc nó lên đó. Số 5. Một cặp này là 300 nha mọi người. Cặp 300. Đây là một cặp đèn. Chắc là đèn LED gì á. Made in Nhật Bản luôn nè. Nó gắn vào cái máy gì đó. Hai cái nha mọi người. Này cái này nó gắn có anten nè. Đó, có cái chui gì nữa nè để kết nối vào cái máy máy nào đó. Đó đây nè, đèn nè. Nút vặn nè. Khay để pin nè. Có để pin vô thử rồi, nó sử dụng mấy cục pin tiểu á, để pin vào thử rồi nhưng mà nó không có lên. Hình như là nó kết nối với cái máy nào đó mới lên hay sao á. Nó không có lên nha. Kết nối với cái máy nào nó mới lên hay sao, giống như đèn LED vậy đó, nhưng mà nó kết nối với cái máy gì thì không biết. À, đây có cái nút nữa nè, ở đây có cái điều chỉnh cái độ sáng hay gì đó. Mình quay được, xoay được nha, à, xoay được,
Nút điều chỉnh độ sáng 8 nè. Chiều này là 10 nè. Đó. 80. Nhìn nó rất là xịn sò nhưng mà để pin vào thì nó không có lên. Chắc là mình kết nối với cái máy gì nữa nó mới lên chứ không phải là nó sử dụng riêng. Không biết máy gì nữa, cho nên là bạn anh em chủ yếu là để sưu tầm. Hai cái 300 nha mọi người, đã bao phiếu vận chuyển luôn nha. Còn bên đây thì cái cộng dây anten nó chưa có gắn vô nè, còn nè. Dây này của nó sinh độ nè. Đó, và cái này của nó sinh độ luôn nè. Bên đây thì nó không thấy, để nó mất tiêu rồi không thấy. Hôm nay của nó sinh độ. Cũng là thiết kế cũng kiểu tương tự như vậy. Cộng dây thì nó còn nằm rời ngoài. Cộng dây đó chắc là gắn vào đây nè. Có nút nè. Nấy sinh nộ nè. Nút vặn nè. Điều chỉnh ánh sáng. Cái này xây qua xây lại được nè. Mắt in da băng nha mọi người. Hai cái nào cũng mắt in da băng hết. Nhưng mà mình không có biết sử dụng. Cũng có khay để pin nè. Nhưng mà để pin vào thì nó im ru à. Đây. 4 cục pin. 4 cục pin tiểu, pin ngó bình thường á. Nhưng mà để pin vào nó không có, không thấy nó hoạt động. Không biết có kết nối vào cái gì nữa hay là không. Đây. Một cặp này mã số 5, giá 300, đã vào phí vận chuyển luôn. Tiếp theo là mã số 6. Mã số 6 là một cái bình nha mọi người. Giá 300, đã vào phí vận chuyển. Bình hiệu Thermos này, nó nằm trong một cái Made in China. Bình này sản xuất ở Trung Quốc nhưng mà sử dụng cho thị trường nội địa Nhật nha. Nó nằm trong cái máy pha cà phê mọi người. Bình nằm trong máy pha cà phê. Và cái bình này thì bên trong còn khá là đẹp nè. Bình này mình có thể dùng để châm trà. Châm trà uống được, nó có thể giữ được nhiệt độ nè. Mình châm trà uống thì hoặc là đựng nước, uống, nó có thể giữ được nhiệt độ. Cũng khá là lâu á. Cũng có thể giữ được một ngày á, cho nên mình sử dụng châm trà uống là rất là đã nha mọi người, rất là ngon lành. Mình sử dụng mấy cái bình bình thường á, mình châm trà thì nó sẽ mau nguội. Còn mình châm bằng cái bình này thì độ nóng giữ rất là lâu. Đó, có thể tiếp khách được lâu. Lợi ích của cái bình này là như thế. Nó ở trong mấy mấy cái máy pha cà phê. Rất là đắt tiền nha. Đó, 300. Đã bao phí vận chuyển. Có thể sử dụng châm trà uống. Mình thấy thích hợp nhất là châm trà. Còn đựng nước thì tại vì nước nó không có được bao nhiêu. Nó chắc cũng khoảng hơn nửa lít à. Châm trà uống là vừa. Cao khoảng 20 nè. Đường kính đáy là khoảng 9,5 nè. Châm trà uống là ngon lành cành đào luôn á. Ai mà có bộ tách sẵn rồi, mình mua cái nhưng mà chưa có bình trà, mình mua cái này về để mình châm trà tiếp khách là cũng sang chảnh nha mọi người. Sang chảnh và nó giữ nóng lâu. Uống trà nó giữ được lâu nữa. Đó, 300, đã bao phí vận chuyển. Tiếp theo, này là mã số 6 nha. Số 6 giá 300. Tiếp theo mã số 7. Mã số 7 là cái bình giữ nhiệt. Cái này đã test rồi nha mọi người. Giữ nhiệt cũng khá là tốt. Trong một ngày thì nước vẫn còn nóng nha. Made in da băng nè. Đó. Ngoại hình Sahara hiệu Tiger nè. Sản xuất ở Nhật Bản nha mọi người. 0,6 lít nè. Đựng được 0,6 lít. Cũng không có bị móp. Bên ngoài không có bị móp nha mọi người. Trên cái nắp này bị cấn nhẹ nè. Nói chung là mình thấy chỗ nào là sẽ báo anh em chỗ đó, anh em cứ yên tâm. Trừ khi mình không có tìm thấy là mình không báo thôi. Còn chỗ nào mình thấy là nó có cấn, có mớp thì mình sẽ báo. Mã số 7 giá 250 nha mọi người, đã bao phí vận chuyển luôn. Bên trong nè, bên trong còn cũng khá là đẹp nè. Bên trong thì mình đã vệ sinh rồi.
vệ sinh sơ rồi. Về mọi người vệ sinh sơ lại, ngâm nước nóng sơ lại là mình xài nha. Đó. Ron còn đầy đủ hết nha mọi người. Ron còn đầy đủ hết nha. Đừng được 0,6 lít. Về anh em chỉ việc ngâm nước nóng sơ lại, rửa sơ lại là mình xài được rồi. Rồi, mã số 7, giá 250.000, đã bao phí vận chuyển luôn. Tiếp theo là mã số 8. Mã số 8, giá 250.000, đã bao phí vận chuyển luôn. Mã số 8 là cái bình thủy nha mọi người. Bình thủy Disney nè, phim hoạt hình. Thường thường hiệu hiệu Disney là hiệu của Mỹ hay sao? Đó, hiệu Disney nha mọi người. Bình thủy. Ngoại hình thì do hàng đã qua sử dụng cho nên là nó có cứng mớp nhẹ nhiều chỗ nha mọi người. Cứng nhẹ nhẹ. Đây, đây nè, đây nè. Cứng nhẹ chứ phải là nó mớp sâu vô nha. Đó, và đây là nó bằng bằng nhựa, ở dưới đây là bằng kim loại. Cái nút này là để mình dặn ra, dặn siết ra siết vào để mình thay cái thủy á. Mà cái này xài hư rồi chứ không có vỏ, không có cái ruột bình thủy để thay đâu. Không có ruột để thay đâu. Cho nên là anh em xài kỹ chút. Ruột thủy bên trong đó. Ở dưới đây có thể mở ra. Rồi mình mở cái này ra nữa là mình lấy cái ruột bình thủy bên trong ra được. Giá 250.000 đã bao phí vận chuyển nha mọi người. Gon còn tốt nè. Nhấn nút đó. Mình chỉ cần nhấn nút là rót nước ra. Đây. Nhấn nút là rót nước ra được nha mọi người. Rồi, mã số 8, giá 250.000, đã bao phí vận chuyển luôn. Cái này nó không có để bao nhiêu lít, nhưng mà chắc hơn 1 lít á. Hơn 1 lít, mọi người thấy cái dáng của nó là chắc hơn 1 lít. Cao khoảng 25. Đường kính đáy là khoảng 12,7. Cao khoảng 25, đường kính đáy khoảng 12,7 mọi người. Giá 250.000 đã bao phí vận chuyển luôn. Đã bao phí vận chuyển. Những cái loại này gối rất là khó và to nữa, cho nên là anh em mua suy nghĩ kỹ nha. Giá không cao đâu nha mọi người. 250.000 đã bao phí vận chuyển. Mã số 8 nha mọi người. Tiếp theo mã số 9 là một cái máy xay dây điện đây. Máy này máy xay khô, máy xay hạt, xay gì mọi người. Chắc không phải là máy xay sinh tố đâu. Chắc là xay khô, xay hạt hay là máy xay sinh tố mini cũng không biết nữa. Cối nó mở ra được rồi, nhưng mà theo mình nghĩ là chắc nó xay để dành để xay gì, xay hạt này hạt kia hoặc là tiêu rồi á. Nó có bốn lưỡi nè, cái lưỡi nó rất là đã nè, màu vàng, còn đẹp, không có bị mẻ, không có bị mẻ. Cối à, cối hình như là mở ra được. Này. Dưới nè. Nó chỉ mở ra được vậy thôi nha. Hình như là nó xây khô. Cối mở thì mình dặn rồi. Đó. Dặn ngược chiều đồng hồ, chiều kim đồng hồ là khóa nè. Dặn cùng chiều kim đồng hồ là mở nè. Ngược chiều kim đồng hồ là khóa. Này nó đựng được hình như là 300 ml nè, 100, 150, 200, 250, 300. Không biết là cái cối xay mini hay là cái gì đó. Thì không biết. Đây, nắp có thể mở được nè. Đó. Nắp khóa lại nè. Mở ra nè. Nếu mà cái nắp dạng này thì chắc có lẽ là nó xay sinh tố mini hay sao. Hay là xây cái gì đó. Về anh em nghiên cứu thêm nha. Số 9, 350.000, đã bao phí vận chuyển. Máy này bình thường là bán 400.000 mọi người.
Bình thường bán 400 á, nhưng mà clip này bán 350. 3 clip đầu tiên là sẽ bán có những món giá nó sẽ rẻ. Hiệu nữa nè. Quên cho anh em coi thông số. Hiệu nè. Made in China, sản xuất ở Trung Quốc nhưng mà sử dụng cho thị trường nội địa Nhật nha mọi người. Điện 100V, anh em lưu ý đồ điện là điện 100V nha. Công suất 125W. Anh em lưu ý là điện 100V nha. Đó, về mình cấm không có bảo hành nha, mình cấm lộn điện là coi như là xong nữa nha. Mình chỉ cần bấm vào là nó quay thôi. Đó. Quay rất là mạnh. Mình nhấn vào nó quay bung ra là nó tắt nha mọi người. Ba trăm rưỡi nha, đã bao phí vận chuyển luôn. Mã số 9, 350.000, đã bao phí vận chuyển. Tiếp theo là mã số 10. Mã số 10 là một cái máy sấy tóc giá 200, đã bao phí vận chuyển. Nói sấy tóc chứ mình muốn sấy gì mình sấy nha mọi người. Mã số 10, giá 200, đã bao phí vận chuyển luôn. Hiệu Tết cơm nè. Điện 100V, anh em lưu ý hàng của Nhật là điện 100V hết nha, công suất 1200W. Đó. Cái cò có thể bẻ vô bẻ ra cho nó gọn, gấp gọn lại được, mở ra được. Lưới còn sáng đẹp, chứng tỏ là người ta xài rất là ít. Đây, 1200W. Cái mỏ còn luôn nè. Đó. Có những cái thì đa số là nó mất mỏ nhưng mà cái này vẫn còn cái mỏ luôn. Rồi kim điện test thử cho anh em xem. Sấy nè. Sấy lạnh nha mọi người, có chức năng sấy lạnh nữa nè. Sấy lạnh tức là nó chỉ ra hơi gió thôi, nó không có ra hơi nóng. Này sấy nóng chậm nè. Sấy nóng nhanh nè. Đó. Hoạt động ngon lành nha. Rồi mã số 10 giá 200 đã bao phí vận chuyển. Số 10 giá 200 nha mọi người. Rồi tiếp theo là mã số 11. 11, 12, 13 là đồng giá 300 nha mọi người. Do clip này mình bán giá rẻ, bình thường bán 330 anh em cũng biết rồi đó. Và trước Tết anh em hỏi cũng rất là nhiều nhưng mà do hỏi cận quá không có ship hàng được á. Cận Tết bưu điện nó không có nhận cho nên là không có ship hàng được. Và chỉ có trong clip này là 300 nha. Qua clip sau là bình thường lại là 330.000. Mã số 11, 300. Có những nơi khác mọi cái bóp này không là nó bán 250 nè. Còn cộng dây này nó bán ít nhất cũng 300 nè. Tức là anh em mua combo mà những chỗ khác nó bán rẻ nhất là 500 nha mọi người. Chỉ bán có 330 thôi mà trong clip này là clip đặc biệt bán giá 300. Đó, cái bóp da nó để chữ Gucci nè, nhưng mà hàng này là hàng Việt Nam nha mọi người, hàng Việt Nam chất lượng cao hết nha. Có tem nè. Có xuất xứ á. Đó, nó làm cũng khá là đẹp nha, bóp mỏng nhẹ đẹp. Đó, mỏng nhẹ đẹp nha mọi người. Nó làm theo phong cách của châu Âu, không có dây kéo nha. Phong cách của sử dụng ở châu Âu á, không có dây kéo. Ba ngăn bên trong là không có dây kéo. Nhiều ngăn nhỏ bên ngoài. Bóp rất là mỏng, bằng da thật nha mọi người. Bằng da bò thật nha. 12 12,3 chiều ngang là khoảng 9,5. Rồi. Một cái. Cái tiếp theo là cái nhị nịt ông địa. Đây, chốt đồng nè, dây nịt đầu ông địa nè, đầu bằng đồng nha mọi người, đầu bằng đồng, đồng nguyên khối á, góc bằng đồng có thể dặn ra nè, để mình ví dụ dài thì mình cắt bớt, rồi mình vùi cái lỗ đút vào dặn lại, xài rất là tiện. Đây, dây nịt ông địa nè, dây nịt sáp ông địa, đó, nó để mắt in da băng nha mọi người, nhưng mà hàng này là hàng Việt Nam, hàng Việt Nam nha.
Dây thì dài khoảng 1m2, khoảng 1m1, 1m2 á, 1m1 50 đến 1m2. Nó không có chính xác nhưng mà nó hơn 1m1, dài khoảng hơn 1m1. Từ 1m1 đến 1m2 á, tùy theo dây. Ví dụ dây này là 1m1 đó. Dây này 1m1 nha mọi người, 1m12 á. 1m12. Đo là chỉ đo ở dưới, không có đo cái đầu. Nếu tính cái đầu luôn là 1m2 á. Rồi, giá của nó là 300 nha mọi người, mã số 11, giá 300, đã bao phí vận chuyển luôn. Tiếp theo là mã số 12. Mã số 12, giá 300 luôn, đã bao phí vận chuyển. Bóp này nó làm giống cái loại bóp Cifigo 300 ngàn ngày xưa đó. Có logo đàng hoàng luôn đó. Giống Cifigo 300 ngàn ngày xưa đấy, Cifigo đó. Nó chỉ thiếu là cái miếng vải nó không có chữ Cifigo thôi, còn ngoài ra là hình như là nó giống hết đó. Làm càng ngày càng rẻ mọi người, nó bán giá càng ngày càng rẻ. Này có dây kéo nha, 1 2 3, đây đây đây. Dây này là dây bò trái, dây cho bò trái nó mỏng hơn dây kia, nó mỏng hơn dây kia mà được cái mặt này nó bóng, nó ít trầy xước hơn. Mặt dây sáp thì nó dễ chày, còn mặt này thì nó ít hơn, nhưng mà con cái là nó mỏng hơn, nó mỏng hơn nha mọi người, nó mỏng hơn dây kia. Để mắt in USA luôn nè, nhưng mà hàng Việt Nam nha anh em. Đầu cũng bằng đồng nè, ông địa bằng đồng nè, nhưng mà là chỗ này nó may chứ không phải là chốt đồng nha, chứ không phải là chốt bằng đồng. Cái này nó may chỉ có cái đầu bằng đồng thôi, nó may chỉ. Cái kia thì nó hai cái chốt đồng đây, này vẫn tháo ra được, cắt được, cắt bỏ được nha. Rồi, giá của nó cũng là 300 luôn nha mọi người, đã bao phí vận chuyển luôn. Dây bò trái này thì nó mỏng hơn dây kia, mỏng hơn dây sáp nhưng mà nó mềm hơn. Ba trăm luôn nha anh em. Và đây không còn có, không còn nhiều nha, hình như mỗi loại còn có một cái à, mỗi loại còn cái à. Bóp, bóp là nó còn có cái duy nhất, cái duy nhất là có. Anh em mà lấy thì có thể là giao bóp khác thì được, chứ bóp y chang như vậy là nó không có luôn, nó còn có một cái à. Tiếp theo là mã số 13, cũng 300 luôn, đã vào phiếu vận chuyển luôn. Bóp này cũng y chang như bóp kia đấy, mà cái này nó hơi khác một tí, cái logo nè với cái màu này nó hơi khác một chút. Đó, bên trong này nó màu đen, có dây kéo đây, có dây kéo đàng hoàng. Bóp thì cũng y chang như cái kia thôi, kích thước thì cũng cỡ cỡ như vậy đó. Tại nó làm thường bóp là nó làm kích thước như nhau hết mọi người. Có bóp, bóp đứng thì kích thước nó hơi nhỏ hơn tí. Bóp đứng thì kích thước nó nhỏ hơn xíu. Còn bóp nằm này thì kích thước là như nhau. Đa số là khoảng từ 9,5 cho đến 12,5 mọi người. Ngang nè, 9,5, còn đây là khoảng 12,5, 12 đến 12,5. Tùy theo cái. Rồi, cộng với lịch. Cộng với lịch đầu bằng đồng. Nhưng mà cái đầu này nó không có xây được nè. Đầu bằng đồng. Lì vai. Đầu bằng đồng nha mọi người. À, qua 5 tháng để lâu thì nó bị ten nè, dính ten nè. Người đánh ra thì nó sẽ sáng. Lì vai 501 nè. Nhưng mà mình để vậy thì nó mới đúng cái chất là đồ mà hàng mình để lâu cho nó giống hàng si á mọi người. Lì vai 501 nè. Lì vai 501. Lì vai 501. À, dây sáp nha mọi người. Để mắt in da băng nè.
có Levi dưới này luôn nè. À, dây sáp dài cũng khoảng, đo luôn cái đầu là khoảng 1m2, đo luôn cái đầu là khoảng 1m2 nha mọi người. À, đo luôn cái đầu là khoảng 1m2. Đây, mở mã số 13 là giá 300 luôn, đã bao phiếu vận chuyển luôn. Tiếp theo, mã số 14. Mã số 14 là giá 800, giá 700 nha mọi người. Mã số 14 này bình thường là bán giá, bình thường là bán giá 800, 850 đó. Nhưng mà clip này là bán giá 700 luôn. 700 luôn nha. À, cái dây này zin của nó là 3 chấu nè, mình có cái cục 3 chấu thành 2 chấu nè, để vô tặng anh em luôn nè. À, 700 nha, 14, giá 14 giá 700. Bếp từ, bếp từ này thì nồi từ mới sử dụng được nha, còn nồi bình thường là không sử dụng được nha. À, 700 nha mọi người, cái bếp còn khá là đẹp, hiệu Hitech nè. Bếp mặt trắng, bếp mặt trắng này giá nó cao hơn mặt đen. Clip hôm nay là giảm giá anh em luôn, 700 đã bao phí vận chuyển. Nồi có sử dụng từ thì mới xài được nha. Đó, nó có hai chế độ nè, chế độ ở trên là chế độ chiên nấu nè. Chiên nè, ở dưới đây là chế độ mình nấu nấu đồ nước đó, là phía dưới nè. Ở dưới là đồ chiên nha mọi người, còn trên là đồ nước nha, đồ nước. Ở đây là tăng giảm nhiệt độ nè, nút này tăng giảm nhiệt độ, còn nút này là nút hủy nè, hủy. Còn nút trên đây là nút nút hẹn giờ là trên đây, nút này hủy nè, nút này hình như là hẹn giờ, nút này là mở nguồn nè. Mà mình muốn xài được là điện này là điện 100V nha mọi người. Anh em xài điện 220 là ghim vào nó cháy máy nha. Anh em lưu ý tất cả hàng Nhật đều điện 100V hết. Đó, nhà anh em có ổ áp hoặc là mình mua cục biến điện để mình xài AC 100V này, anh em lưu ý. Mình xài là mình nhấn rồi mình giữ nha mọi người, thì nó mới lên nha. Nhấn giữ nó mới lên. Khi mình không để nồi lên là sẽ báo lỗi. Ví dụ nè, mình mở lên xong nè, rồi mình không có chọn chế độ gì hết nè. Bắt đầu mình chọn chế độ nấu nước đi. Nhấn và giữ nè, nó lên nhiệt độ nè. Xong mình không có để cái nồi lên là lát nó báo lỗi nè. Cái quạt gió nó đang khởi động, nó đang chạy mọi người. Đó, nó báo lỗi vậy đó. Mình để cái nồi lên là nó không báo nữa nè. Tăng nhiệt độ lên, tăng nhiệt độ tối đa nè. Đó. Cái nút bên đây là nút hẹn giờ nha mọi người nè. Hẹn giờ nè, đồng hồ lên nè. Đó, nút dưới này là nút hủy. Nước bốc hơi đó mọi người. Đây, sôi rồi này nha. Đó, test cho mọi người ok đó. Mọi người về mua về mà ghim lộn điện hoặc là hoàng điện tử này là bán là không có bảo hành nha mọi người. Không có bảo hành, chỉ test cho anh em thấy vậy là ok đó. Về anh em lưu ý điện 100V. Mã số 14, giá 700, đã bao phí vận chuyển. Cái chui này nè mọi người, về mà mình không có cái này á, mình không có cái này thì có thể bẻ cái chân này bỏ nè. Mình xài hai lỗ cho nó tiện, khỏi gần gắn cái này. Nhưng mà có thì mình để vào luôn cũng được. Đó, mình khỏi cần bẻ. Rồi, mã số 14, cái bếp từ, giá 700, đã bao phí vận chuyển. Anh em nào có nhu cầu cần thì nên mua, giá khá là rẻ. Tại vì cái bếp này nó còn rất là đẹp luôn. Bếp còn đẹp và cái bếp còn đẹp và mặt trắng nữa. Hitech nè, điện 100V nè. Nó không có để sản xuất ở đâu nha mọi người. 1300W nha. Đó, 1300W.
Không để sản xuất ở đâu mà thường là những cái sản phẩm của Nhật mà nó không để sản xuất ở đâu là thường là nó sản xuất ở Nhật đó mọi người. Thường là nó sản xuất ở Nhật. Đây, giá 700 nha, đã bao phí vận chuyển. Tiếp theo mã số 15. Mã số 15 là một cây cân bình thường bán 450 500. Nhưng mà clip này bán 400 nha mọi người, đã bao phí vận chuyển luôn. Cây cân nó có để bao nhiêu cm thì bao nhiêu ký nè, chiều cao cân nặng mọi người. Đó, mặt dưới nè, dưới thì còn cũng khá là đẹp. Cân này cân cơ. Đó, nút điều chỉnh bên đây, điều chỉnh về không á, nó ngay số không á. Ở trên này thì mặt trên này thì chỗ này nó hơi dơ nè, nó hơi dơ dơ, nó hơi xét xét nè, nhưng mà mình vẫn xài bình thường nha. Đó, giá 400 đã bao phí vận chuyển luôn. Cân hiệu Tanita. Hiệu Tanita nha mọi người. Hiệu Tanita, giá 400 đã bao phí vận chuyển luôn, mã số 15. Giá 400 đã bao gồm phí vận chuyển. À, chiều ngang là 30 nè. Chiều cao 20 23,5. Giá 400, mã số 15. Tiếp theo, mã số 10 16. Mã số 16 là một cái bằng ủi giá 650.000 đã bao phí vận chuyển luôn, bằng ủi hiệu Philips nha mọi người. Bằng ủi hiệu Philips sử dụng cho thị trường nội địa Nhật nha, chứ không phải Philips ở Việt Nam nha. Đây. Philips sử dụng cho thị trường nội địa Nhật nha, không phải những cái bằng ủi Philips ở Việt Nam. Anh em lưu ý, mà bằng ủi Philips ở Việt Nam mà hơi nước cái gì giá nó cũng rất là cao chứ không bao giờ rẻ nha. Đó, nó còn người ta xài không biết có xài chưa mà nó còn sổ luôn nè, còn hướng dẫn sử dụng nè. Đó, còn hướng dẫn sử dụng luôn nè. Còn cái bình để châm nước luôn nè. Bình đổ nước vào đây châm đường này. Cái mặt dưới nữa nè mọi người, nó có chỗ này nó dính dơ 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 nè. Còn ở trên đây là nó đẹp hết. Điện 100V nha, Made in Singapore. Đây, Made in Singapore nha mọi người. Mà ủi Philips nha mọi người, điện 100V, sản xuất tại Singapore. Hàng này người ta đã xài rồi nhưng mà nó còn rất là mới, còn cái hộp luôn. Đó, hàng xài rồi mà còn cái hộp luôn nha mọi người. 1000W nè. Hi 222. Còn cái hộp luôn nha mọi người. Mã số nè. Đó, người ta xài rồi mà còn cái hộp luôn á. Bằng ủi này nó hướng dẫn là để đứng như thế này, mình để nằm như thế này là sai. Xài rồi mà còn rất là mới, rất là đẹp. Chỗ này nó hơi dính 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 gì chỗ này xíu thôi. Đó, nhưng mà không có sao nha mọi người. Nó không phải bị tróc men nha, nó dính cái gì á. Nhẹ thôi. Mặt ở trước là đẹp hết rồi, không có chạy nè. Hàng đã qua sử dụng như thế này là ngon lành cành đào nha mọi người. Trong đây nó có hình ảnh hướng dẫn sử dụng hết nha mọi người. Anh em về tải Google dịch về, anh em dịch ra. À, tải phần mềm Google dịch về dịch ra. Đây là không được ủi mấy cái đồ kim loại nè, nó bị trầy nè. Không được đổ nước nóng vào nè, đổ nước lạnh thôi, để theo chiều thẳng đứng nè. Ghim điện nè. Rồi sau khi xài xong là để đổ nước ra bỏ nè. Rồi cái này là cái gì nè, về anh em nghiên cứu thêm nha. Rồi giờ mình châm nước vào nha mọi người. Châm nước, không có được đổ nước nóng vào nha, đổ nước nguội thôi nha mọi người. Nó có cái mức mát ở dưới á. Này test thì mình để ít thôi, không cần để nhiều.
Mọi người xài thì đổ nước vào xong thì chỉ cần tăng nhiệt độ thôi. Min nè, ở dưới đây là min nè. Đó. Min là tắt nè, mình dặn qua mát là tức là mình dặn theo chiều kim đồng hồ là đèn nó sáng lên nè mọi người. Đó. Tức là mình sẽ sử dụng được rồi. Cho nhiệt độ cao nhất là mức mát nè. Đó, mức mát nằm đây nè, nhiệt độ cao nhất. Ngay cái tim nè mọi người. Đó, mình cho nhiệt độ ở mức cao nhất. Bằng ủi bắt đầu nóng rồi đó. Mình ủi là hơi nước nó tự ra nha mọi người. Dặn qua cái mức này là hơi nước ra nhiều nè. Hơi nước tự động nó ra nè. Mình ủi hơi nước tự động ra nè. À, mọi người thấy hơi nước nó bay lên không? Chỉnh này là hơi nước ra nhiều nè. Dặn qua cái mức này hơi nước ra ít tí nè. Đó. Hơi nước ra ít hơn tí. Và dặn qua cái chỗ không này là gì đây? Không này là hình như là khóa nước lại hay sao? Còn cái nút ở ngoài trước này là nút ngoài trước này là mình bắn nước ở phía trước nè. Đó, nước phía trước ra đó mọi người thấy không? Đó, mình bắn nước phía trước. Còn dặn qua cái mức hết bên đây là khóa nước lại. Mình mở cái nút này lên. Dặn qua bên đây để mình đưa cái nút này lên, đưa nút lên để mình bóp. Sao á? Bóp thì nó sẽ nước nó dần ra nè. Nước tự ra nha mọi người. Cái để mình dịch coi cái chỗ đó là cái gì. Cái nút này để là chữ sell clear. Sell là bản thân nè mọi người. Chữ bản thân. Clear là làm sạch, tức là làm sạch bản thân là có nghĩa là mình dặn qua đây mình đưa lên là hình như là nó tự xả nước cho hết nước hay sao á. Để làm đúng rồi, tự xả hết hơi nước á. Rồi, mình đóng nó lại đi. Đó, đóng lại cho nó về khu vực này. Là nó không có tự ấy nè, nó không có tự xả nước nè. Còn mình đưa lên là tự nó xả nước cho hết nước trong bồn á mọi người. Còn cái này thì mình đặt xuống mình ủi thì nước nó sẽ tự ra. Khi mình ủi thì nước mới ra, còn mình dở lên là nước nó không ra nè. Đó, mình dở lên là hơi nước nó không ra. Còn mình qua cái nút này, mình dặn qua bên đây nè. Rồi đưa lên là nước sẽ tự xả ra để cho nó hết, để mình nghỉ xài mọi người. Đó, mình nghỉ xài. Còn ở bên đây là hơi nước ra tự động nè. Hơi nước tự động ra nè. Nhiều ít nè, chỗ không này là cái gì đó, về anh em nghiên cứu thêm nha. Nước trong đó nó gần hết rồi đó, khi mình ủi nó mới ra nè. Và để thẳng đứng thì nó sẽ không ra hơi nước nữa. Bạn ủi rất là hay nha. Rồi, tắt nha mọi người. Tắt thì mình cho nhiệt độ về mức min. Cho nhiệt độ về mức min để nó tắt đèn nha mọi người. Rồi đó, nhiệt độ đã về mức min rồi đó. Tắt đèn rồi đó. Rồi giờ mình xả nước ra bỏ nha. Xả nước ra bỏ thì mình đưa lên. Mà ủi rất là hay nha mọi người. Xả nước ra bỏ thì mình chỉ cần đưa lên thôi. Đổ nó ra. Đổ nó ra rồi mình cho cái nút này lên để cho nó sạch nước trong bình đúng không rồi. Cho nó sạch nước trong bình luôn. Đó. Mình xài bền là khi mình xài xong là mình xả nước ra nha. Xài xong là xả nước ra. Đó. Xài xong là mình xả nước cho nó hết nước thì nó mới bền được. Còn mọi người để nước ở trong bình là lâu ngày nó sẽ có thể nó làm hư cái mấy bộ phận bên trong bằng ủi. Ở trên này nó có ml nữa nè. 200 với 220 ml nè. Rồi mã số này là mã số mười mấy đây?
Mã số 16 giá 650 nha mọi người. Mã số 16 650 ngàn đã bao gồm phí vận chuyển luôn. Tiếp theo mã số 17 là một cái máy làm bánh mì nha mọi người. Máy làm bánh mì. Mã số 17 giá 1 triệu 200 ngàn đồng đã bao gồm phí vận chuyển. Bình thường là mình bán giá 1 triệu 3. 1 triệu 3 nha. Nhưng mà do cái này nè, cọng dây nó bị đứt nè, mình lấy cọng dây cọng dây zin của Nhật nha mọi người, mình lấy trong cái ổ điện 80 ngàn á, mình thay vào. Đó. Nối vào nè. Nối vào là cọng dây zin của Nhật, xài rất là ngon lành, anh em cứ yên tâm. Đây, chui zin đàng hoàng nè. Đó. Cái này mọi người muốn biết chi tiết nó làm bánh như thế nào thì anh em xem lại cái clip test. Test máy làm bánh mì trong cái kênh của mình hả? Đăng ngày trước Tết, ngày 20 mấy Tết. 27, 28 Tết gì đó. Đó. Cái máy thì còn rất là đã, rất là mới nha mọi người. Mọi người nhìn bên trong nè, còn rất là mới luôn. Nhưng do nó bị đứt dây điện thôi, máy này là còn như mới luôn rồi. Khá là mới. Và mình có test đã làm bánh mì thử rồi đó. Số lượng bột như thế nào đó. Thì anh em nghiên cứu cái xem lại cái clip cũ. Cái máy này hình thức còn đẹp lắm. Bên ngoài là nó bằng nhựa, do nó bằng nhựa cho nên là nó không có bị mốc méo nha mọi người. Đó, hiệu Shiroka này là thương hiệu nội địa Nhật nha. Thương hiệu nội địa Nhật. Nó sản xuất ở Nhật và nó bán ở thị trường Nhật luôn. Nè, dưới nè. Này để xem thông số nó là bao nhiêu. Điện 100V nè. Công suất 500W nè. Đó, điện 100V, công suất 500W. Nhiệt độ của nó 157 độ hay gì đó. Hình thức bên trong thì còn rất là đã, bên ngoài là do người ta quăng á mọi người. Ta để trong hàng bãi cho nên là nó bị dơ, nó dính dơ. Dính dơ còn cái lớp bọc á mình lột ra luôn rồi. Lớp bọc. Lớp bọc ở đây nè, lột ra bỏ luôn rồi. Đó, bên trong thì còn rất là đã. Hiệu Shiroka nè. Anh em muốn biết cái clip test thì anh em test xem lại nè. Cái lồng này thì còn khá là mới. Lồng còn khá là mới nha mọi người. Cái lưỡi đánh thì nó bị chạy nè, bị chạy chút xíu nè. Do vận chuyển nó bị cấn, nó bị chạy à. Nhưng mà không sao. Phía dưới nè. Đó, ngon lành cành đào hết nha mọi người. Ngon lành cành đào hết. Lớp men còn rất là đẹp luôn. Rồi. Cái này nhanh nha mọi người. Tại vì hôm trước mình đã test rồi. Test rồi là nó xài ngon lành nè. Mọi người để vào để xéo nè. Để xéo xong mọi người vặn lại nè. Đó, là nó ngay. Là mình dở nó không có lên được nè. Nó cứng lại. Là mình mới xài được nha. Mọi người để xéo nè. Rồi xong vặn lại. Mọi người để ngay là không có được nè. Không có vô khớp nè. Đó, để xéo. Rồi nó vô khớp rồi mình vặn lại. Vặn lại thì ở đây nó có rất là nhiều chế độ nè. Mọi người tải phần mềm Google dịch về mọi người dịch. Chỉ cần tải phần mềm này về nè. Đó. Anh em nào xài điện thoại Android thì tải phần mềm này xong bấm vào Google dịch nè, rồi mình bấm vào máy ảnh thì mình kê vào, muốn dịch chỗ nào thì mình kê vào chỗ đó mình dịch thôi. Ở đây nó có rất nhiều chế độ nè, chế độ làm bánh nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nó tới 18 chế độ rồi. Rất là nhiều chế độ, anh em về nghiên cứu thêm nha. Đó, 18 chế độ. Chế độ số 1 là bánh bình thường. Đó. Kích thước bánh thì anh em chọn kích thước 1, bánh nó nhỏ nè. Bữa hổm mình chọn kích thước 1.5 thì bánh nó to, nó đẩy lên cao hơn cái nắp luôn. Cho nên là anh em chọn kích thước là 1 rồi. Rất nhiều chế độ nè. Để dịch sơ sơ cho anh em thấy nha. Đó, thực đơn, cái nút vàng to là thực đơn nè. Nút vàng nhỏ là chọn kích thước bánh nè. À, rồi số 1 là bánh mì, số 2 là bánh mì gì đấy, số 4 là bánh mì ngọt rồi. Số 2 là bánh mì nướng nhanh.
số 3 là bánh mì mềm, số 4 mì ngọt, số 5 bánh mì kiểu Pháp gì đó. Rồi hai cái nút mũi tên là nút hẹn thời gian, hẹn giờ, nút đỏ là nút khởi động nè, khởi động và dừng lại nè. Còn cái nút màu này là cái nút để mình chọn màu bánh là màu rang. Đó, dịch sơ như thế. Rồi vô là anh em chọn thực đơn nè, nghiêm điện, cắm điện vào nè. Đó, cắm điện nó lên điện nè mọi người. Rồi bấm thực đơn để mình chọn nè. Nó qua chế độ số 3 nè, 4, số 5, số 6, số 7, số 8. Mình thích chỗ nào mình chọn chỗ đó thôi. Số 1, số 2. Số 4 mình bị ngọt nè. Này, kích thước bánh nè. Số 1, số 1.5 nè. Đó, chọn kích thước bánh. Kích thước bánh lớn thì bây giờ nó sẽ tăng lên nè. Đó. Mình chọn chế độ này xong, tùy theo mình thích loại bánh gì, hoặc là chỉ là nướng không, hoặc là chỉ là trộn bột không, hoặc lên men không, thì mình chọn theo từng chế độ, số 1, số 2, số 3, số 4 gì đó. Khi mình chọn xong, nhấn nút là nó sẽ bắt đầu làm. Và mình đã có test rồi nha mọi người, có một cái clip test rồi. Có cái clip test làm bánh rồi, anh em muốn biết nó làm bánh như thế nào thì anh em xem lại cái clip cũ. Clip cũ là nó có làm bánh á. Còn khi mà mới khởi động thì nó quay tật 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 vậy đó. Khi mà nó quay một lát rồi nó sẽ quay chế độ đều á mọi người. Chế độ đều. Đó, máy ngon lạnh hết nha. Giá nó là 1,2 triệu, đã bao phí vận chuyển luôn. Bình thường bán 1,3 triệu nữa. Nhưng mà do cái clip này là clip bán giá rẻ, cho nên là bán giá 1,2 triệu. Còn dây này thì mình đã đấu nối lại cộng dây zin của Nhật rồi, anh em cứ yên tâm. Máy này hình thức còn mới là có thể bán giá cao hơn nữa do cộng dây như thế này, cho nên là bán vẫn bằng mấy máy kia. Nhưng mà clip này clip rẻ, bán giá còn thấp hơn nữa. Rồi vậy nha mọi người. Nè, nó qua chế độ quay đều rồi nè. Qua chế độ quay đều nó không còn cà tật nữa nè. Đó. Rồi ngon lành nha. Mã số 10 này là mã số 17, giá 1,2 triệu, đã bao phí vận chuyển luôn. Mã số 17 giá 1,2 triệu đã bao gồm phí vận chuyển. Máy này nó có cái độ sách giống như nồi cơm điện mọi người, xài rất là tiện. Rồi tiếp theo là tới mã số 18, cũng là mã số cuối cùng trong clip. Tiếp theo mã số 18 là một cái lò nướng nha mọi người. Lò nướng đây, thông số là Made in China, sản xuất ở Trung Quốc, sử dụng cho thị trường nội địa Nhật. Xài điện 100V, công suất 1000W. Điện 100V, công suất 1000W. Anh em về tải Google dịch về dịch. Kích thước của nó là 19.8 và 31.6 nè. Đó. Có thông số chiều dài, chiều rộng luôn nha mọi người. Đó. 19.8 nè, ba mấy nè. Đó là có phải không? Đúng rồi đó mọi người. Ở đây nó ghi những cái cảnh báo nè. Giờ anh em tải Google dịch về dịch nha. Cảnh báo những cái mà nó khuyến nghị mình không nên dùng á. Còn đây là cái nút. Nút để mình sử dụng nè. Mình chỉ dặn qua đây bao nhiêu phút thì nó sẽ tự động là nó sẽ lên điện. Bên trong. Cái này mình có thể mở ra được nha mọi người. Bên trong nè. Nó có một cái vỉ. Đó, hàng đã qua sử dụng rồi nha. Cái khay ở dưới. Đó, lửa thì lửa có hai tầng, tầng trên và tầng dưới. Tầng dưới lửa ở dưới nè, tầng trên lửa trên nè. Và cái này mình có thể mở ra được nha mọi người. Mình có thể mở ra để mình vệ sinh được á. À. Ở sau này nó có hai cái chốt nè. Hai cái chốt này mình dặn hai cái chốt để mình mở ra ha. Dặn hai cái chốt này cho nó ngay lại là mình mở ra để mình đi vệ sinh được nè. Đó. Dặn cái chốt cho nó ngay lại thì mình chỉ mở ra thôi. Mở ra để mình vệ sinh cái lồng này được. Và cái lồng này tiếp tục cái này nè, mình mở ra được nữa nè. Này mọi người đẩy lên nè. Đó, rồi lấy ra thôi. Lấy ra vệ sinh được.
rồi để vô đẩy xuống xong. Ở dưới này thì nó dễ rồi, dưới này thì lấy ra hết luôn, lấy ra hết luôn để đi vệ sinh được nè. À, cái lọng dưới này để hứng dầu mỡ nè, lấy ra đi vệ sinh. Rồi dưới đây đây đó, mình có thể mở ra để đi vệ sinh được nha. Rồi vệ sinh cho nó sạch sẽ rồi gắn vào, gắn vào cái này thì để cho nó ngay lại, rồi đút vào cho nó ngay cái cây lửa, đút vào cho nó ngay khớp hai cái lỗ, rồi khóa lại, vặn khóa lại nha mọi người. Đó. Xong vặn khóa lại là xong. Đây rồi ghim điện test thử nó là xong nha mọi người. Hiệu của nó là hiệu đây, hiệu nè, nó có rất là nhiều chế độ nè, về anh em tải Google dịch về nghiên cứu thêm nha. Đó. Nướng tôm là hình như là 6 phút cái gì đó. Nó có rất nhiều chế độ và nó hướng dẫn cho mình bao nhiêu phút luôn á. Ghim điện nè. Cái này nó đang về không rồi nè. Dặn qua nè. Đó, dặn qua là bắt đầu là nó sử dụng nha mọi người. Nó nóng. Lên khối nè. Bốc khối nè. Nóng rất là nhanh. Lửa trên đây nóng nè, như đây nóng nè, đó. Bốc khối rồi đó. Rồi cái lò hoạt động bình thường nha mọi người, nóng rồi nè. Hoạt động bình thường, hình như cái này nó không có đèn cái gì hết. Không có thấy đèn. Rồi hoạt động bình thường, cái mã số 18 này là giá 1 triệu đã bao phí vận chuyển nha. Giá 1 triệu đã bao gồm phí vận chuyển luôn. Rồi hôm nay có tổng số là 18 món hàng giới thiệu đến anh em. Anh em thấy món hàng nào phù hợp với nhu cầu sử dụng, sở thích, sưu tầm, đặc biệt là phù hợp với túi tiền của mình thì liên hệ đặt hàng qua số điện thoại là 0988190303, mình tin được ở An Giang. Thì anh em đặt hàng thì suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định đặt hàng. Khi quyết định đặt hàng thì bàn với gia đình cho nó thống nhất rồi mình đặt hàng, để khi mình mua hàng thì cả nhà cùng vui vẻ để sử dụng món hàng đó. Thì clip này là cũng là clip cuối cùng để mình bán giá rẻ cho mọi người. Sang clip tiếp theo là sẽ bán với giá bình thường, nhưng mà giá bình thường thì cũng không có mắc hơn giá này bao nhiêu. Rất mong anh em tiếp tục ủng hộ để mình có cái động lực tìm kiếm săn nhiều nguồn hàng mới lạ, giá cả phù hợp. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Tạm biệt, hẹn gặp lại.